Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem và lựa mua nhé. Đấy, nóng cần này. Đầu tiên là một cái cần ISO nhé, cần ISO thân nhỏ lóng trung, lóng vừa vừa. Đây, đọt này như người ta thay đọt rồi đây. Đọt mà người ta thay cái đọt giống như đọt Ikeda vậy đó. Đây, đọt tháp nha mọi người. Đây, nối đọt vào chỗ này, tháp chỗ này nha. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Bát Fuji FX6, Fuji FX6 nha mọi người. Cây này hiện tại đang dài 2m1 rồi. Dài 2m1, thu vào 79cm, độc là 0,9 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 1. Số 1. 90. Số 1 90 nha mọi người. Số 2 tiếp tục một cây này, cây cũng cây ISO luôn. Kitsu nha mà. Đây, hãng Kitsu. Đây, Kitsu. Bát Fuji FX6. Fuji FX6 nha. Đấy. Khoan thì cũng có hư vỡ rồi nên mọi người về thay luôn cho nó đồng bộ nha. Đầu bu cũng mắc rồi, mắc một hai cái khoang trung gian chỗ này nữa. Đấy, đọt này, một lóng, hai lóng, ba, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cái cần này hiện tại dài 3m, thu vào là 84cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 120g. Đây là cây số 2. Số 2 90. Số 3, số 3 là một cây kinh tên. Cây cần kinh tên New Trista 2m7 nha mọi người. Đây, Fuji FX6 nha. Bát Fuji FX6. Khoang thì hai cái khoang này còn ok, hai cái khoang này bị hỏng rồi đấy. Đấy, đột, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Cần dài 2m7, thu vào 1m, đột 2,6 ly, cân nặng 180g. Cây này cây số 3. Số 3 140.000. Số 3 140.000 nha mọi người. Chờ mình tiếp. Tiếp theo một cây Shimano dài 2m4, thu vào 4cm này. Đây, Bát Fuji nhé. Đây, Bát Fuji khoan thì coi như hư hết nha mọi người, còn có đầu bu Fuji này, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Đây, cái cần này cần số 4.
dài 2m4, thu vào là 88cm, độ 2,2 ly, cân nặng 180g. Cái này cái số 4, 130.000. Số 4 130.000. Số 5 là một cây cần 3 khúc. Cần 3 khúc này thì nó bị gãy khoảng 5 phân đột nha mọi người. Gãy khoảng 5 phân đột. Rồi các cái khoang của nó còn ok nhé. 1 khoang, 2 khoang, 3 khoang, 4 khoang. Nó bị gãy 5 phân đột nên nó mắc cái đầu vũ thôi. Còn các khoang còn ok nhé. Đột này. Đấy. 3 khúc. Bát vặn kim loại nhé. Đây. 2m7 nhưng chắc còn khoảng 2m65. À, mình cho 2m6 luôn. Càng dài 2m6, thu vào là 96cm, 95cm, độc là 3 ly, cân nặng 280g. Cái này cái số 5. Số 5. 120.000. Số 6 là một cây cần 2 khúc Olympic. Đây, 2 khúc Olympic. Cây này thì còn ok, chỉ có là hư một khoang này, hai khoang này. Đấy, hai cái khoang, có tất cả 5 khoang và một đầu bu thì hư một hai cái khoang. Vậy mọi người thay hai khoang này đi nhé. Olympic. Ok. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m09, đột là 2,1 ly, cân nặng 140g. Đây là cây số mấy rồi ta? Số 6. Số 6. 140.000. Số 7 là một cây ISO khoan nhựa. Đây, dàn khoan thì có vẻ cũng hư hỏng nhiều rồi. Bây giờ mọi người thay luôn cho đồng bộ nha. Đấy, mình bán cho mọi người lấy cái phôi với lại lấy cái bát thôi. Đấy. Ok. Đọt nó bị gãy một đoạn nha mọi người. Bị gãy một đoạn nó mới như thế này chứ không còn đồ bu rồi nha mọi người. 1 lòng, 2 lòng, 3 lòng, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lóng nha mọi người. Bát FK, FX7, FX6 chứ quầy. Cần này hiện tại đang dài 6m8 này. Thu vào là 1m04, đọt là 1,3 ly, cân nặng là 460g. Số 7. Số 7. Cái này 140.000. Số 7 140.000. Đây, số 8 là một cây cần Olympic nữa. Đây, 36. Bát Fuji FX7 nhé. Đây. Khoang của nó thì ba cái khoang còn ok, hư một cái khoang này thôi mọi người, hư một khoang này thôi, về thay nhé. Đầu bu này. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Bát Fuji FX7,
cân là dài 3,6 m, thu vào 1,02 m, đột là 3,1 ly, cân nặng là 320 gram. Đây này, cây số số 8 số 8 150.000, số 8 150.000. Số 9 tiếp tục một cây sub 36 Bass Fuji FX7 này. Đây, dàn khoan coi như hư hết rồi nha mọi người, còn được cái đầu bu Fuji đây. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Cần dài 3,6 m, thu vào 98 cm, đột là 2,5 ly, cân nặng 320 gram. Cây này cây số 9, số 9 150.000, cây này 140.000, 140.000 nha mọi người. Số 10 một cây sub nữa, Bass Fuji. Đấy, dàn khoan cũng hư hết rồi, còn được đầu bu Fuji nhá. Đấy, về thay khoan đi, còn cái mấy cái cần này thì rất là ngon. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cái cần này dài 2,4 m, thu vào là 93 cm, độ 2,8 ly, cân nặng 180 gram. 180 gram nhé. Đây là cái số số 10, số 10 140.000, số 10 140.000. Số 11 đây, cây sub 27 của thằng nào đây, đấy cũng Bass Fuji luôn. Đấy, đầu bu Fuji này, dàn khoan thì coi như hư hết nha mọi người. Đấy, một lóng, hai, ba, ba lóng nha mọi người. Cây cần dài 2,7 m, thu vào là 1,02 m, đột là 2,7 ly, cân nặng 180 gram, 180 gram nha mọi người. Đây là cây số 11. Mười hai là một cây cần đây, kinh tên sub Nutrista 2,7 m nhé. Cần này Bass Fuji FX6, khoan thì đây có cái khoan này hư, mấy khoan này cũng còn ok xíu nhau, nhưng mà coi mình coi như hư hết đi. Đây còn đầu bu nè, một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Đấy, cần dài 2,7 m, thu vào là 1,01 m, đột 2,5 ly, cân nặng 180 gram. Cây này cây số 12. Số 12 140.000.
ra. Tiếp một cái cần súp đại hoa ba máy bát Fuji. Này những cũ cũ thế về người đánh vệ sinh nhìn cũng được đó nha mọi người. Đây hơi bị trầy xước nhá. Đấy. Đây. Về vệ sinh đây. Ok. Đầu bu thì còn này, còn cắt khoan thì coi như hư hết nha mọi người. Đấy, hư hết. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Cần dài 3 mét, thu vào là 1 mét 15, đọt là 2,4 ly, cân nặng 260 gram. Đây là cây số 13 100 nguyên nha mọi người. Đây cái cần này nó cũng tung tung đây. Lóng vừa nha mọi người. Đấy bát Fuji FX7 này. Đây khoan, dàn khoan thì coi như hư hết mọi người, về thay nhé. Còn lại cái đầu bung một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, sáu, sáu lóng nha mọi người. Cần này tại dài 3m4, thu vào là 73cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng 260 g. Đây là cây số 14. Bốn 120 nghìn, 101, 14, 101. Mười lăm là một cây cần Daiwa 3m9. Cây cần này là cần tay máy phụ nha mọi người. Đây làm thành cần tay máy phụ rồi, đọc này. Ok. 1 2 3 4 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Đấy, cần tay máy phụ nhé. Đấy, có một cơ số khoan thì người ta cọc lại rồi, xài ok nhé. Bát Fuji FX6. Đấy. Cần này dài 3m9, thu vào 97cm, đọt là 1 ly, cân nặng 200g nha mọi người. Cái này cây số 15 101 nha mọi người. Cần mini. Đấy, cái này 2m4 nhưng mà nó gãy đoạn rồi, nó còn có 2m3 thôi. Nó bị gãy một cái đoạn rồi, nó mắc mất cái đầu bu rồi nha mọi người. Đấy, này nó chỉ còn 2m3 thôi. Đấy. Một lóng này. Cái lóng thứ hai này cũng bị mẻ mẻ xí nha mọi người. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người. Đó lắm tất cả. Bát vặn kim loại này. Cần dài 2m3, thu vào là 56cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng 180g. Cái này cây số 16. Cây này 100. 6 100. Cây số 17. Đây, một cây 3m6 China xuất Nhật nha mọi người. Đấy, bát Fuji FX6 này. Đấy, cái cần này cần
ISO. Đây, bị gãy một tí đọt nhé, với lại mất một cơ số khoan, cổng hai khoan này về mọi người thay thêm khoan vào nhé. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Đây, mình tính là không, coi như là khoan bộ đầu vô hư hết đó. Đấy, cái này hiện tại dài 3m87 này, đọt là 1 ly, đọt 1 ly 3m87 luôn rồi, hình như thay cái đọt rồi mọi người. Đọt là 1 ly đó, đọt là 1,9 ly, thu vào là 1m, cân nặng là 210g. Cái này cây số 16. 16. Mười sáu một trăm nghìn. Số 17 là một cây Olympic. Đây, Olympic 3m bát FK FX6. Đây, cũng bị mắc đầu bu, mắc cô số khoan rồi. Thì đây, qua cho mọi người thấy như thế này. Dàn khoan này coi như mình coi như không khó về mọi người được thay nhé. Đây, còn cái lóng của nó thì cái đọt của nó thì bị gãy như thế này đây. Gãy cũng khá là nhiều đó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Đấy, cái gần này đang lại dài 2m7 nhưng mà giờ chỉ còn 2m5 đâu, cả 20 phân. Thu vào là 81cm, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 120g. Cái này cây số 17 90.000. 17 90.000 nha mọi người. Số 18 là một cây Olympic. Cái này cần ISO nha mọi người, ISO bát FK FX7 này. Đấy, dàn khoan này mình coi như hư hết, mình cũng đầu bu thì còn ok này. Đấy, dàn khoan này hư hết rồi nha mọi người, coi như hư hết rồi. Đấy, đọt của nó 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 6 lóng. Cần này dài 4m5, thu vào là 89cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 280g. 280g nha mọi người. Cây này cây số 18. 18 101. 18 101. Đây, số 19 là một cây cần tay mà người ta chế thành cần ISO đây. Đây, giờ mình coi như cây này cây cần tay luôn nha mọi người. Có cái đầu bu đây, còn khoan thì coi như là mình coi như là hư hết đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người, 3 lóng. Cái này mình nói luôn là cần tay chế thành cần ISO đây nha mọi người. Đấy, bát FK FX5. Đấy, càng này dài 2m4, thu vào là 1m, thu vào là 95cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 110g. Cái này cây số 19 80. Số 20 là một cây cần Ikeda Olympic. Này, Uzi FX6 nhé. Đấy,
Đây này thì dài 1m8 nhưng mà giờ nó bị gãy một tí rồi, còn 1m75 thôi. À. Đây nha mọi người, đòn của nó đây. Ok. Đấy. 1m8 nhưng mà nó bị gãy một nó bị gãy 5 phân rồi. Giờ nó chỉ còn 1m75 thôi nha mọi người. Thu vào là 98 cm. Đọt là 1,1 ly, cân nặng 140 g. Cây này cây số 20. Số 20. Đấy. 170. 20 170. Lại một cây Ikada nữa. Đây. Ikada. Ok. Này, cây này thì nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nhé. Cây này nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người. Đây. Ok. Nó bị mắc cái nắp lặn chân cần đi về mọi người à. Về mọi người à. Chế cái nắp su vặn vào đây nhé, dán vào không tục mà. Bass Fuji FS6 này, cái cần này dài 1,5 m, thu vào là 80 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 80 g. Cái này cây số 21. 21. 150 nghìn. Số 22. Cây Ikada nữa. Fuji FS6 nha, Bass Fuji FS6. Đây, đọt của nó đây. Rất là mạnh dẻ. Nó cũng bị gãy một tí đọt chỗ này thôi nha mọi người. Đây. Ok. Bass Fuji FS6 này. Cái cần này dài 1m55, thu vào là 86 cm, đọt là 0,6 ly, cân nặng là 80 g. Cây này cây số 22. 150 nghìn. Đấy, nó cũng bị mắc cái nắp vặn chân cần nhá. 150 nghìn. Số 23 của cây cần này nó tót cái lóng gấp rồi mọi người. Lóng này bị tót rồi. À, một lóng đọt còn này. Còn cái đọt này, một lóng này, hai lóng này. Đấy, còn hai lóng trên, còn hai lóng dưới thì nó bị tót chỗ này rồi. Mọi người về cắt chế cho những cái cặn khác hay là tùy mọi người nhé. Lóng này cũng bị nứt một tí rồi nè. Đấy, ok. Bốn lóng. Bass Fuji FX5 của cái này, còn bass vẫn định chế cần tay máy phụ hay sao mọi người? Định chế cần tay máy phụ. Có cái bát đây luôn, để luôn đấy nha. Dài 3m, thu vào 84 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 100 g. Cái này cây số 23. 23. 40 nghìn. 23 40 nghìn nha mọi người. Này. 24 là một cây cần trúc.
túc. Mày nhìn thua vậy. Cần trúc 3 khúc nha. 5 khúc mà 3 khúc. Đây, chỗ này như nó bị tót một ít rồi. Chỗ này bị tót một ít rồi nha mọi người. Chỗ này bị tót như dài tới đây nè. Bị tót, bị bể một ít rồi. Đấy, giờ cắm nó vô tới thế này thôi. Về mọi người chế gì đó chế nha. Mình chế gì đó chế. Đấy, cái này hiện tại là dài 2m4. Thu vào 1m02, độc 1,5 ly. Cân nặng là 60g. Đây là cái số 24. 24 30 nghìn. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và mọi người mua hàng thì làm ơn là phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận giúp mình, là xem có bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không, hoặc là có bị sai sót gì trong so với trên video hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho bên mình ngay để phối hợp giải quyết nhé. Còn lại là mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người không xem hàng mà cứ nhận hàng xong rồi mới báo mình việc này việc kia nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.